Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu ba lô xinh xắn như thế này Đây là toàn bộ xung quanh phần thân ba lô nè Phần miệng của ba lô ha, có khâu lót ở bên trong Và phía sau mình cũng có làm dây đeo Mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size hoặc là phối màu tùy thích cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ha Để làm được mẫu này thì mình sử dụng sợi dệt màu trơn sợi dây của mình nó sẽ có độ dày tầm khoảng 1.5 cho đến 1.75 mm. Kim móc thì mình sử dụng kim hai đầu, một đầu số 3 và một đầu số 4 thì mình sẽ sử dụng đầu số 4 tương đương với kim 2.5 mm. Nếu không có cái đầu kim này thì các bạn có thể so sánh đầu kim với sợi len nè. Độ dày của đầu kim nó sẽ xấp xỉ bằng sợi len ha, giúp cho mũi móc của mình được chắc chắn hơn. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len để cho phần đáy của ba lô được cứng cáp, mình sử dụng thêm một tấm canvas tròn như thế này. Thì tấm canvas này nó sẽ quyết định độ rộng của phần thân ba lô. Các bạn cũng có thể sử dụng cho mình canvas vuông và mình vẽ hình tròn cắt theo cũng được ha. Kim khâu len để khâu họa tiết nè. Thước dây để đo size. Một đoạn dây tầm khoảng 2 mét để mình làm phần dây đeo nè. Vải lót và kim chỉ khâu tay bình thường. Để dễ dàng cho việc luồn cái sợi dây khóa phần miệng ba lô lại mình sử dụng thêm cái khoen như thế này nè Thì cái mẫu khoen đó nó sẽ gồm một cái khoen mắt phía trước như thế này Và một cái lông đền ở phía sau ha để mình luồn vào và để giúp cho cái việc đóng cái khoen này được dễ dàng vào cái phần miệng túi của mình á Sử dụng thêm cho mình một cái đục Mà cái đục này nó sẽ có cái họa tiết hoa cúc như thế này ha Chỉ ra thành nhiều hướng nè Để mình đóng cái họa tiết này cho nó dễ ha một cái khoen D dùng để làm cái phần dây đeo ở phía sau nè. Thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn ha. Mũi móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Mũi móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy. Khi có được 7 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Đối với toàn bộ phần thân ba lô này mình sẽ móc xoắn ốc nên ta không kết mũi nè. Sử dụng cho mình một đoạn len khác màu. Các bạn sẽ đưa cho mình cái đoạn len này vào chính giữa của cái mũi móc đơn đầu tiên và mũi móc đơn cuối cùng. Đây là điểm đánh dấu kết thúc của cái vòng đầu tiên này ha. Ta di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì cái sợi len mà mình đánh dấu này nó giúp mình có thể phân biệt được cái chân móc đầu tiên của vòng tiếp theo ha. Vòng đầu tiên mình móc 7 mũi móc đơn tạo ra 7 chân móc cho vòng móc thứ hai. Thì chân đầu tiên móc 2 mũi rồi nè, chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các cái chân còn lại ha. Chân móc thứ ba cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ tư cũng tương tự, móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân thứ năm cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ 6 móc 2 mũi móc đơn. Và chân thứ 7 cũng là chân móc cuối cùng ha, móc 2 mũi móc đơn. Như vậy là ta hoàn tất được hàng móc thứ hai, hàng móc thứ hai này nó sẽ có số mũi móc gấp đôi so với vòng đầu tiên ha, ta có 14 mũi móc đơn. Thì để đánh dấu được cái điểm kết thúc của vòng thứ hai này, các bạn đưa cho mình sợi len xuống phía dưới nè, cái sợi len ở bên trên á, mình sẽ đưa xuống phía dưới để đánh dấu điểm kết thúc của vòng thứ hai và bắt đầu vòng thứ ba. Ở vòng móc thứ ba có 14 chân móc thì 14 chân móc này các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng ha cụm thứ hai nè một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc ta sẽ có được cụm thứ hai như thế này tiếp tục cụm móc thứ ba một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân móc cụm móc thứ tư nè một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc tiếp tục cụm móc thứ năm một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc cụm móc thứ sáu tương tự ha cụm móc thứ bảy cũng là cụm móc nằm ở hai chân móc cuối cùng ha chân kế cuối một móc đơn nè và chân cuối cùng móc hai móc đơn cùng chân móc ta sẽ có được bảy cụm móc như thế này cho vòng móc thứ ba ha thì để kết thúc được vòng móc thứ ba và bắt đầu vòng thứ tư, các bạn sẽ đưa cho mình sợi len mình vừa đưa xuống phía dưới, á, đưa lên phía trên lại cho mình. Thì đây sẽ là điểm kết thúc của vòng thứ ba và bắt đầu vòng thứ tư ha. Ở vòng móc thứ tư thì các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng móc thứ ba là vòng móc bên trên nó. Vòng móc bên trên nó có một móc đơn, xen hai móc đơn cùng chân móc. Thì vòng kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này nè. Móc lên một mũi nữa, tức mình sẽ có hai mũi móc đơn mỗi chân ha móc cho mình hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp chân đầu tiên một mũi móc đơn tiếp tục chân thứ hai một mũi móc đơn có được hai mũi móc đơn mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc như vậy là ở đây mình sẽ có được cụm móc như thế này hai mũi móc đơn mỗi chân xen hai mũi móc đơn cùng chân móc và các bạn cũng móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng ha ta có hai mũi móc đơn mỗi chân nè sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc ta có được cụm móc thứ hai ha móc tương tự cho đến hết vòng đến kết thúc vòng thì cái cụm cuối cùng là cụm thứ bảy cũng nằm ở ba chân móc cuối cùng ha móc cho mình hai mũi mỗi chân nè sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc vào chân móc cuối cùng Ta hoàn tất được cụm thứ bảy và vòng này mình cũng có tổng cộng là 7 cụm móc như thế này ha. Tiếp tục kết thúc vòng này và bắt đầu vòng tiếp theo đưa cho mình sợi len mà mình vừa đưa lên phía trên á, các bạn đưa xuống phía dưới tiếp. Đây là điểm kết thúc vòng thứ tư và bắt đầu vòng thứ năm nè. Vòng thứ năm thì cũng tương tự dựa vào vòng bên trên nó, tức là cái vòng thứ tư á, ta có hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân, thì vòng kế tiếp tăng cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này lên thêm một mũi, mình sẽ có ba mũi mỗi chân Mắp cho mình 3 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Được 3 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc. Thì vòng này mình sẽ có được cụm móc 3 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc. Các bạn cũng móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ta sẽ có 3 mũi mỗi chân. Sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc. ta có được cụm thứ hai nè. Khi móc đến cái cụm thứ bảy cũng là cụm cuối cùng, nó cũng nằm ở bốn chân móc cuối cùng ha. Ta có ba mũi mỗi chân và ba chân kế cuối. Và chân cuối cùng sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ta cũng hoàn tất được vòng móc thứ năm tạo ra bảy cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tiếp tục săn ốc cho mình thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cứ kết thúc vòng thì đưa cho mình sợi len lên xuống để đánh dấu điểm kết thúc mỗi vòng nè các vòng móc kế tiếp thì cũng tương tự dựa vào vòng móc bên trên nó có bao nhiêu mũi mỗi chân thì vòng kế tiếp sẽ tăng cho mình lên một mũi vòng bên trên 3 mũi mỗi chân thì vòng kế tiếp sẽ là 4 mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc ta sẽ có được cái cụm cho vòng móc này là 4 mũi mỗi chân xe hai mũi cùng chân móc ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái vòng tròn của mình nó có cái độ rộng ra và bằng với kích thước của tấm canvas các bạn cần móc là được ha. Cứ móc xoắn ốc nè. Cho đến khi cái độ rộng nó to bằng cái tấm canvas là được. Ở đây mình có một lưu ý đối với những bạn nào mà đã móc thuần thục được cái công thức rồi á thì để ý cho mình khi mà mình tăng size tương tự cho các hàng móc như thế này nè. Mỗi vòng mình tăng 7 mũi, ta sẽ có 7 cái điểm nhọn như thế này. Tức là những cái điểm nhọn là hai mũi móc đơn móc vào cùng một chân móc nó sẽ nằm chồng lên nhau, cho tất cả các cái hàng móc nằm chồng lên nhau. Khi mà mình móc thêm nhiều hàng móc thì nó sẽ bị 7 cái điểm G ha. 7 cái điểm G này nó làm cho cái phần đáy túi của mình nó không được đẹp. Nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể giảm bớt được cái điểm nhọn đó ha. Các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình nè. Hàng này của mình là 4 mũi mỗi chân, xen 2 mũi cùng chân ha cái cụm đầu tiên của hàng móc này các bạn sẽ móc cho mình lệch đi tức là mình sẽ móc hai mũi mỗi chân trước móc cho mình hai mũi mỗi chân sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc ta được một nửa của cụm đầu tiên nè từ cái cụm thứ hai trở đi thì mình sẽ móc đúng theo công thức ha tức là ở phía dưới của mình là ba mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc thì hàng này của mình sẽ là 4 mũi mỗi chân sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc ta có được một cụm nguyên đầu tiên cho cái hàng móc này các bạn sẽ móc tương tự cụm nguyên này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân móc gần cuối cùng nha ta có cụm nguyên thứ hai nè bốn mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cung chân móc mình hoàn tất được cụm nguyên thứ hai nè tiếp tục cụm nguyên thứ ba bốn mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cung chân móc cụm nguyên thứ tư ha bốn mũi mỗi chân hai mũi cung chân móc tiếp tục cộng nguyên thứ năm nè bốn mũi mỗi chân hai mũi cùng chân móc tiếp tục là cộng nguyên thứ sáu bốn mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc đã có được cộng nguyên thứ sáu rồi nè thì lúc này còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân móc cuối cùng đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ta kết thúc được vòng móc thứ sáu ha và các bạn để ý cho mình ở đây mình có sáu cái cụm nguyên như thế này rồi nè một cụm nguyên nè tiếp tục cụm nguyên thứ hai nè cụm nguyên thứ ba cụm nguyên thứ tư Tiếp tục cộng nguyên thứ năm nè Cộng nguyên thứ sáu Mỗi vòng mình tăng được 7 cụm móc thì cụm thứ bảy này nó sẽ nằm ở ba chân đầu tiên và hai chân cuối cùng ha Lúc này hai cái mũi cuối cùng và ba cái mũi đầu tiên nó ghép lại Ta cũng có được bốn mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc nè Kết thúc được vòng này ha Như vậy là các cái điểm mà mình tăng nó sẽ không có nằm chồng lên nhau mà nó nằm chính giữa nhau nè Vòng này mình móc lệch mũi rồi thì vòng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình đúng theo công thức. Thì công thức của vòng kế tiếp sẽ là 5 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc ha. Vòng này của mình là 4 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân nè. Thì vòng kế tiếp sẽ là 5 mũi mỗi chân. Thì các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi mỗi chân móc. Vòng này mình móc theo đúng công thức và đúng cách làm luôn nè. 5 mũi mỗi chân. Sau đó là hai mũi cùng chân móc. ta có được cụm đầu tiên các bạn cũng làm tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng khi móc đến cuối vòng thì cái cách móc này nó cũng tương tự giống như các cái vòng mà mình tăng ở bên trên á đúng theo công thức ha tiếp tục xen kẽ sẽ là một hàng móc lệch công thức nè thì hàng móc lệch công thức đưa cho mình sợi len lên phía trên để đánh dấu trước ha hàng móc lệch công thức các bạn có thể móc cho mình hai mũi hoặc là ba mũi mỗi chân ở đây mình sẽ móc ba mũi mỗi chân tăng so với cái vòng bên trên ha 3 mũi mỗi chân nè, sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc. Ta có được một nửa của cụm ở hàng này rồi ha. Tiếp tục từ cụm thứ hai mình sẽ móc cụm nguyên ha. Thì cụm nguyên của mình ở phía dưới là 5 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc. Thì hàng kế tiếp của mình sẽ tăng cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi, tức mình sẽ có 6 mũi mỗi chân. Có được 6 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm nguyên đầu tiên ha. Các bạn sẽ tiếp tục móc tương tự cho mình cho đến khi mình được 6 cái cụm nguyên như thế này. Móc đến cuối vòng á. Khi hoàn tất được đến cụm nguyên thứ 6 thì còn lại các cái chân móc cuối cùng là ở đây mình sẽ còn lại 3 mũi móc cuối cùng ha. Thì ba cái mũi cuối cùng đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi kết thúc được cái vòng móc này các bạn sẽ ghép lại cho mình ba cái mũi móc đơn mình móc cuối cùng. Với bốn cái chân móc mà mình móc đầu tiên ta có 3 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc á thì khi ghép lại mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc ha. Hoàn tất được cái cụm cuối cùng này rồi nè, là cái cụm thứ bảy tức là vòng này mình cũng có được tổng cộng 7 cụm liên tiếp ha. Tiếp tục móc xen kẽ tương tự cho mình, một hàng theo cụm nguyên đúng và một hàng theo cụm nguyên lịch ha. Công thức của mỗi hàng thì cũng tăng dần dựa vào cái cụm phía dưới và mình sẽ tăng cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi cho từng hàng móc. Móc cho mình thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa và cứ xen kẽ. Một hàng mình sẽ móc đúng theo công thức và đúng cách làm, còn một hàng mình sẽ lệch cái cụm cuối cùng ha. Tăng cho đến khi mình đạt được kích thước. Sau khi mình đã tăng thêm nhiều vòng móc đạt được cái kích thước của tấm canvas rồi nè, thì lúc này các cái điểm G của mình nó sẽ xếp xen kẽ với nhau giúp cho cái mặt đáy của mình nó được đẹp hơn ha khi đạt được kích thước của tấm canh rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành nẹp lại đối với những bạn nào mà sử dụng canh tròn thì các bạn sẽ nẹp cho mình y như thế này ha đưa cho mình sợi len lên phía trên nè đâm kim vào chân đầu tiên cũng như là cái khoảng trống đầu tiên tương ứng với cái tấm canh vát móc vào đây một mũi móc đơn và các bạn sẽ nẹp tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng các cái chân móc của mặt đáy len thì các bạn sẽ đâm kim lần lượt cho mình vào từng chân móc còn cái tấm canh vác thì đâm kim vào cái lỗ tương ứng ha không có nhất thiết là các cái lỗ này nó sẽ móc liên tiếp mà các bạn cứ đâm kim cho mình vào chân móc liên tiếp là được còn các cái khoảng trống thì nó sẽ tương ứng là được ha cứ mỗi chân ta sẽ nẹp lại và móc một mũi móc đơn vào đó khi ta lật cái mặt trong lại nè thì cái khoảng trống của cái tấm canvas nó sẽ không có liên tiếp mà nó có thể cách nhau là một chân ha cứ đâm kim cho mình vào các cái chân móc liên tiếp của cái mặt len và cái lỗ tương ứng ở phía sau nó là được nha móc tương tự cho mình cho đến hết vòng sau khi đã nẹp lại cho mình được cái tấm canh vát vào trong mặt len rồi nè, ta sẽ có được một cái hàng móc nẹp như thế này. Đối với những bạn nào mà không có canh vát tròn, sử dụng canh vát vuông á, thì mình sẽ không có làm bước này nha. Mà mình sẽ móc lên cái phần thân trên trước, sau đó mình mới nẹp canh vát. Cái hàng móc tiếp theo thì mình sẽ móc lên cái phần thân của ba lô, đưa cho mình sợi len xuống dưới để đánh dấu nè. Chân đầu tiên móc cho mình vào luôn chân móc một mũi móc đơn. Và chân móc đầu tiên ha, Và mình cũng làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân làm một mũi móc đơn và mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Khi đã móc được đến chân móc cuối cùng rồi, cái phần thân của ba lô mình nó sẽ có cái độ cao như thế này ha. Các hàng móc kế tiếp thì mình cũng bắt đầu móc xoắn ốc luôn, cứ đưa cho mình sợi len lên xuống để mình đánh dấu điểm kết thúc của vòng này ha. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè. Móc tương tự cho các chân còn lại cho đến chân cuối cùng và cứ liên tục móc xoắn ốc đều như thế này cho đến khi cái phần thân của ba lô nó có được một cái độ cao như các bạn mong muốn là được ha. Và nó sẽ cao hơn so với đường kính của mặt đáy. Sau khi đã móc xoắn ốc được thêm nhiều hàng móc phần thân ba lô nó đã có cái độ cao như thế này rồi nè. Còn tầm khoảng 2 cho đến 3 cm nữa sẽ đạt được chiều cao cố định của phần thân ba lô thì từ đây các bạn sẽ tạo cho mình các cái khoảng trống để mình có thể luồn sợi dây vào ha. Đếm cho mình tổng số mũi móc mà mình có được ở cái hàng cuối cùng này là bao nhiêu mũi Sau đó sẽ lấy tổng số mũi móc này các bạn chia cho 8 ha 8 ở đây tức là 8 cái khoảng trống mình sẽ tạo để mình luồn dây á Đối với size này mình móc được 143 mũi Chia cho 8 ta sẽ được 17,8 Thì 17, 18 này sắp xỉ là bằng 18 ha Các bạn sẽ móc cho mình như sau Ta cũng đưa sợi len lên phía trên để đánh dấu nè 17 mũi mà mình chia được là 17 mũi tròn các bạn sẽ móc cho mình 17 chân, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên nè. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Thứ năm. Mũi thứ 6. Mũi thứ 7. Mũi thứ 8. Mũi móc thứ 9 mũi thứ 10. Mũi thứ 11. Mũi thứ 12. 13. 14. 15. 16. 17. Có được 17 mũi tròn rồi thì các bạn sẽ tạo cho mình một khoảng trống ở cái chân móc tiếp theo, móc lên một mũi móc xích. Thì mũi móc xích này nó sẽ tương đương với cái chân móc ở phía dưới ha, mình sẽ bỏ qua một chân móc và móc vào cái chân kế tiếp một mũi móc đơn ta tạo ra được một khoảng trống như thế này thì khoảng trống này nó sẽ vừa với cái khoen mà mình sử dụng nè khoen mình sử dụng nó sẽ có đường kính tầm khoảng 8 cho đến 9 mm luồn vào là nó vừa rồi ha mình có thêm một lưu ý nhỏ để tạo các cái khoảng trống luôn dây nè do cái số ban đầu mà mình chia ra nó không phải là một số chẵn nguyên mà nó là một cái số lẻ nên khoảng cách giữa hai cái khoảng trống nó có thể chênh lệch khoảng tầm 1 cho đến 2 mũi móc ha Số sắp xỉ bằng 17,8 có thể tầm khoảng 17 hoặc là 18 mũi móc ha. Thì các bạn có thể móc cho mình 18 mũi tiếp theo nè. Có được 18 mũi móc đơn rồi thì khoảng kế tiếp mình sẽ tạo ra một khoảng trống tương tự, tức là ta sẽ lên một mũi móc xích, bỏ qua một chân móc và từ cái chân móc kế tiếp mình sẽ tạo ra một cái khoảng nữa thì khoảng này các bạn có thể xen kẽ cho mình là 17 mũi móc đơn sau đó tạo một khoảng trống 18 mũi móc đơn tạo một khoảng trống và móc tương tự cho đến cuối khi hoàn tất được đến cuối rồi nè thì các bạn sẽ sắp xếp cho mình ở cái chân móc cuối cùng mình cũng tạo ra một khoảng trống ở sát cái sợi len mà mình đánh dấu á lên một mũi xích nè bỏ qua một chân và móc vào chân cuối cùng một mũi móc đơn như vậy là ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 8 cái khoảng trống như thế này. Hàng móc kế tiếp mình sẽ không tạo khoảng trống nữa, các bạn sẽ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn tương tự như phần thân ở phía dưới. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến cái khoảng trống mà mình chưa ra để giúp cho khoảng trống này nó lộ rõ hơn, các bạn sẽ móc luôn cho mình vào khoảng trống một mũi móc đơn. Tức là nó sẽ thay thế là cái chân móc xích đó nha. Sau đó tiếp tục đâm kim vào các cái chân móc kế bên, mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn. Như vậy là khoảng trống của mình sẽ lộ rõ ra hơn ha. Móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến chân cuối cùng. Sau đó tiếp tục móc xoắn ốc cho đến khi mình đạt được 2 cho đến 3 cm cuối cùng của toàn bộ chiều cao phần thân ba lô là được. Sau khi đã hoàn tất được 2 cho đến 3 cm cuối cùng rồi nè, thì để kết thúc được toàn bộ phần thân ba lô, các bạn sẽ chừa cho mình hai chân móc cuối cùng. Ở hai chân móc cuối cùng này mình sẽ bỏ qua chân kế cuối, móc vào chân móc cuối cùng một buổi dời. Bỏ qua chân kế cuối ha, móc vào chân cuối cùng một buổi dời. Sau đó mình sẽ kéo dài sợi len và cắt len. Các bạn sẽ đâm kim cho mình từ dưới lên trên vào chân móc mà mình vừa móc buổi dời kết thúc kéo sợi len ra phía sau sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc như vậy là cái điểm kết thúc của mình hoàn tất như thế này tháo cho mình cái sợi len mà mình đánh dấu ra ta đã hoàn tất được toàn bộ phần thân ba lô rồi ha để giúp cho phần thân ba lô được sạch sẽ thì mình sẽ khâu lót đầu tiên thì cần cắt cho mình một tấm vải có cái chiều cao cao hơn so với chiều cao của phần thân ba lô tầm khoảng 1 cho đến 2 cm còn cái độ rộng này nè thì các bạn sẽ dựa cho mình vào mặt đáy. Lấy đường kính của mặt đáy nhân 3,14 ta sẽ ra được cái uh, chiều rộng mà mình cần có cho cái toàn bộ phần thân ba lô này. Sau đó cắt cho mình dư tầm khoảng 2 cm nha. Tiếp tục ở phía dưới thì các bạn sẽ cắt cho mình một vòng tròn. Vòng tròn này nó sẽ rộng hơn so với tấm canvas 2 cm. Mình sẽ chừa ra tầm khoảng 1 cm để mình khâu lại. Các bạn sẽ khâu cho mình xét với cái chiều rộng của phần thân ở bên trên ha Khâu thành một cái hình trụ như thế này sau đó tiếp tục Mình sẽ khâu ở mép bên này ha Thì lúc này mình sẽ tạo ra được một cái hình trụ tương tự như cái ba lô nè Các bạn sẽ luôn cho mình cái hình trụ này vào trong phần thân ba lô 1 đến 2 cm mà mình chưa ra của cái chiều cao này các bạn sẽ gặp cho mình lại và mình sẽ tiến hành khâu sát cái mép này của cái tấm vải với cái phần thân của ba lô ha sử dụng kim và chỉ khâu tay bình thường nè ta sẽ khâu ở cái hàng cuối cùng của phần thân ba lô các bạn có thể khâu cho mình vào từng chân móc nha vào cái đường móc nằm bên dưới như thế này với cái điểm tương ứng ở cái tấm vải ha tiếp tục nè đâm kim vào tấm vải ha và chân móc kế bên của cái phần thân ba lô kéo chỉ nè. Khâu tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi đã khâu hoàn tất cho mình được tấm vải lót, mình sẽ tiến hành gắn các cái khoen như thế này. Thì để gắn các cái khoen như thế này cũng rất là đơn giản nè. Các bạn sẽ sử dụng cho mình kéo. Đây là cái khoảng trống mà mình chừa ra hả Lật cho mình ở bên trong lại. Mình sẽ miết cái tấm vải sát xuống phía dưới sau đó sử dụng kéo các bạn sẽ đâm cho mình tương ứng từ tấm vải này đến cái khoảng trống mà mình chừa ra nè để cho cái tấm vải của mình nó lồi ra bên ngoài sau đó mình sẽ cắt cái đoạn vải thừa này đi sử dụng cho mình cái khoen mình sẽ luồn từ ngoài vào trong cái mặt khoen phía trước ha luồn từ ngoài vào trong cái lỗ mà mình chừa ra với cái khoảng trống mà mình vừa cắt được ở cái tấm vải á ép cho nó sát mép lại Tiếp tục mình sẽ lấy cái lông đền ở phía sau Các bạn sẽ luồn cho mình vào cái khoen này Luồn vào ha Sử dụng một cái đục có cái họa tiết hoa cúc nhiều nhiều nhánh như thế này nè Đưa vào mặt trong nhé Sau đó dùng búa và gõ Các bạn gõ thật mạnh vào để cho cái khoen của mình nó chẻ ra nhiều cánh Đây thì ta sẽ hoàn tất được một cái khoen như thế này Làm tương tự cho mình cho đến khi mình được 8 khoen sau đó các bạn sẽ khâu cho mình một cái khoen D nằm ở phía dưới mặt đáy. Đây là mặt đáy ha thì nó sẽ nằm ở một bên hông mặt đáy như thế này và nó sẽ nằm chính giữa của hai khoen ở phía trên. Canh miệng túi cho đều, sau đó mình sẽ luồn dây nè. Để luồn dây thì các bạn sẽ gắn cho mình một cái khóa ở một đầu, sau đó sử dụng đầu còn lại nè, đâm vào cái khoảng trống đầu tiên. Đâm từ ngoài vào trong. Tiếp tục từ trong ra ngoài vào cái khoảng trống thứ hai. từ ngoài vào trong khoảng trống thứ ba. Tiếp tục từ trong ra ngoài vào khoảng trống thứ tư. Đến cái khoảng trống thứ tư rồi thì giữa khoảng trống thứ tư và cái khoảng trống thứ năm này, phía dưới của nó sẽ là một cái khoen D. Cái khoen D này nó được gắn ở sát với cái mép của cái tấm canvas nè mình sẽ tiến hành luôn cái sợi dây kéo từ trên xuống dưới luôn qua cái khoen đê này sau đó mình mới đâm vào cái khoảng trống thứ năm ha luôn vào cái khoen đê phía dưới nè sau đó kéo cái sợi dây này lên phía trên luôn từ ngoài vào trong cái khoảng trống thứ năm tiếp tục từ trong ra ngoài khoảng trống thứ sáu từ ngoài vào trong khoảng trống thứ bảy Và từ trong ra ngoài vào khoảng trống thứ 8 cũng là khoảng trống cuối cùng. Đầu còn lại thì mình sẽ luôn vào cái khoảng trống thứ hai là khoảng cuối cùng của cái khóa mà mình chọn nè. Đâm vào đây sau đó mình sẽ luôn cái đầu còn lại qua. Các bạn sẽ cột cút cho mình ở cái đầu còn lại. Nhét phụ kiện vào bên trong và mình sẽ khóa lại cái gút này ha. Còn cái sợi dây đeo ở phía sau các bạn sẽ kéo cho mình ra phía sau nè. Kéo lại. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái phần thân ba lô như thế này. Có cái sợi dây đeo ở phía sau nè. Mặt trước thì các bạn có thể trang trí cho mình thêm nhiều họa tiết lên trên thân cho ba lô của mình thêm xinh xắn hơn ha. Chúc các bạn thành công.